Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 36, Thất Thường Ngày hôm nay mệt quá xá. Hai ngày nữa là chính thức tiến vào từ đường. Yến Hồng chỉ cảm thấy chuyện này còn mệt hơn cả bãi đường thành thân nữa. Có một đống việc cúng lễ cần kiểm soát, một dãy dài những cái tên phải đọc, một đống chú ý cần ghi nhớ. Yến Hồng nằm sắp trên giường mềm giả chết, không muốn cục cửa. Cuối cùng vẫn ngọ nguậy bò dậy đi tắm. Tắm xong thấy sắc trời tối dần, sắp đến giờ lên đèn rồi. Đông Phương Manh vẫn chưa về. Cả ngày nàng bận rộn, gần như không có thời gian rảnh rang mà chăm sóc hắn, trong lòng không yên tâm, thoáng áy náy với hắn. Năng lực thích nghi với thế giới này của hắn đã tăng dần, ỉ lại vào nàng cũng từ từ giảm bớt. Nàng kiêu ngạo nhưng lại không kềm nổi mà lo được lo mất, y như bà mẹ già, hai. Manh manh rất thích chơi cùng tiểu công chúa, nàng có sức sống và sự mới mẻ tươi trẻ nhanh nhẹn của thiếu nữ, hơn nữa luôn bày ra bộ dạng đại tỷ, có chuyện gì tỷ che chở đệ. Khụ, đương nhiên những trò bọn họ chơi cũng ngây thơ hơn ai hết, thường hay bất chợt tóm tráng đinh đi ngang qua góc vô cho đủ số chơi chim ưng cắp gà con, bịt mắt bắt dê, trốn tìm này nọ. Tuy rằng phần lớn thời gian Đông Phương Manh đều ở vị trí bị động chịu bắt, có điều hình như hắn cũng rất vui vẻ làm chim ưng ngốc nghếch, lúc trốn tìm thì không được bao lâu đã bị tóm thỉnh thoảng đông phương tề cũng nhập bọn tuy rằng chẳng được bao lâu đã bị tiểu công chúa chọc tức bỏ đi chẳng lẽ chơi trốn tìm trốn trong góc nào đó lạc luôn rồi thằng nhóc này không biết đói sao ra cửa viện nhìn thấy vẫn chưa về yến hồng co mày gọi khả nhân tới dặn đi hỏi xem tiểu công chúa và mộc thế tử đã về chưa khả nhân vâng dạ đi ra còn chưa thấy khả nhân quay về đông phương tề đã hấp tấp chạy tới nhị bá có gặp tướng công không yến hồng vội vàng bước lên hỏi chính vì tới giờ còn chưa thấy manh đệ nên mới đặc biệt tới hỏi đệ muội thập lục công chúa và mộc tiểu thế tử tới giờ cũng không thấy bóng dáng đâu đông phương tề nóng lòng như lửa đốt với hiểu biết ít ỏi của yến hồng hiếm khi hắn hoảng sợ như thế liệu có phải trốn trong góc khuất nào đó trong phủ không tình huống kiểu đó thường hay gặp lắm nhất là tiểu công chúa đặc biệt thích trốn trong hòn giả sơn này tủ trống trong phòng chứa củi này trốn càng lâu nàng càng đắc ý chỗ nào cũng tìm hết rồi không phát hiện vừa rồi canh cổng tới báo nói khoảng giờ thân một khắc thấy tiểu công chúa và mộc thế tử xuất hiện ở cửa sau sợ là họ dẫn manh đệ đi ra đường chơi rồi tiểu công chúa này muốn đi dạo tới điên rồi, đáng tiếc người nàng muốn đi cùng thì không chịu, người chịu thì nàng ghét muốn chết. Một công chúa bướng bỉnh, một thế tử ngang ngược, hai tên này đều là yêu quái không chịu thiệt, nhưng mấu chốt là đệ đệ ngây thơ như dê con của hắn kia. Lỡ đụng phải kẻ xấu, hai tên vụng về từ hậu viện hoàng cung kia lại chỉ lo chơi thì. Đông Phương tề hoàng hồn với ý nghĩ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy khủng khiếp, càng khủng khiếp càng cảm thấy có khả năng xảy ra, lại giống như cái đầu tàu hấp tấp chạy trở về, trước khi chạy chỉ quảng lại một câu văng vẳng trong gió, đệ muội đừng sốt ruột, huynh dẫn người đi tìm. Yến Hồng cũng có phần lo lắng, không kịp nghĩ nhiều liền vào phòng thay bộ đồ đơn giản, chuẩn bị đi tìm họ. Còn chưa ra tới cửa viện thì thấy Đông Phương manh sồng sộc chạy vào. Hai người tròn mắt nhìn nhau một hồi, Yến Hồng nhẹ nhõm, vẻ mặt nặng nề nhanh chóng biến thành gương mặt tươi cười ấm áp, manh manh về rồi. Nói rồi lui vào trong cửa một bước, vươn tay định kéo hắn vào. Vẻ mặt đông phương manh nhìn nàng rất kỳ quặc, lại nhìn đằng sau, dường như không hiểu gì đó, bộ dạng cực kỳ nghi hoặc. Xoắn suýt nửa ngày hắn mới quay đầu lại, rốt cuộc vươn tay kéo nàng cùng vào phòng. Vẻ mặt vẫn kỳ quái, tâm tình là lạ không diễn tả được, dường như làm hắn chấn động thái độ hắn khác thường không nói câu nào chỉ nhìn nàng chằm 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 trong mắt đầy mờ mịt làm sao vậy sao hôm nay về trễ vậy yến hồng ngồi xổm xuống đặt hai tay lên đầu gối hắn ngước mặt lên nhìn hắn nhìn ngước thế này khiến vẻ mặt hắn càng lộ rõ sự kỳ lạ giống như là bị cái gì đó đông cứng tư duy vậy sự nghi hoặc hiện rất rõ khiến yến hồng thật muốn biến thành người tí hon chui vào trong đầu hắn lật xem trí nhớ hắn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nóng nảy hỏng việc rất hiển nhiên hắn còn chưa biết làm sao diễn tả ý nghĩ hoặc sự việc phức tạp một chút hơn nữa nhìn bộ dạng hắn thế này chắc là chưa ăn gì rồi cho hắn ăn no đã rồi nói đói không hồng hồng đi nấu mì ăn nhé nghe xong ánh mắt hắn lóe lên môi động đậy nhưng vẫn không nói gì đột nhiên nhìn chồng chọc vào môi nàng hết sức chăm chú miệng nàng dính gì à yến hồng vô thức sờ thử không thấy gì hết ngước lên nhìn hắn thắc mắc ánh mắt hắn rời đến ngực nàng manh manh làm sao thế yến hồng bị nhìn tới hồ đồ không thể không hỏi lại lần nữa chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không thích nên mới nôn nóng lại không muốn nói với nàng đột nhiên hắn vươn tay ra chụp lên ngực nàng. Nàng tránh theo bản năng, hắn mím môi không vui, tay vẫn cố chấp vươn tới, chụp lấy, nắm lấy. Oái, hắn học cái. Cái. Động tác trong gẹo này từ đâu ra? Cách lớp quần áo, người vẫn chưa có cảm giác gì khác lạ, tay hắn cũng không dùng sức, sau khi nắm cũng không có động tác gì nữa, vẻ mặt Yến Hồng sực nhớ lúc ở sơn trang hắn nghe nói móng vuốt mèo con rất mềm mại mà cứ đòi sờ thử, đến khi đạt được mong muốn rồi, dáng vẻ rất giống bây giờ. Cho nên, bây giờ nàng biến thành con mèo rồi hả? Manh manh, Yến Hồng thử gỡ tay hắn ra lại bị hắn lừa mắt. Hơ, tính tình càng lúc càng nóng nha. Nhưng tư thế như vậy, thật tình nàng thấy làm sao ấy, đành phải kiên quyết gỡ tay hắn ra. Vẻ mặt hắn lại trở nên mù mờ, nghiêng đầu, có vẻ như rất khó hiểu vì sao nàng lại chống cự, ánh mắt thoáng tủi thân. "Manh manh, hơ, ăn trước đã." Nàng nghĩ nửa ngày cũng không biết nói sao với hắn, nàng là thê tử của hắn, hắn làm thế với nàng hoặc hơn nữa cũng là chuyện tất nhiên, chỉ là, hắn thật sự biết mình đang làm gì sao? Dường như linh quang chợt lóe, nghĩ thông điểm mấu chốt, hắn buông cái vuốt sói ra, đổi thành kéo nàng đứng dậy, ôm vào lòng, ấn ngồi trên đùi hắn, hai đùi kẹp lại, vẻ mặt đắc ý một cách kỳ cục, dưới cặp mắt tròn xoe của nàng, lại chụp. Đồ trời đánh nào dậy hư hắn? Yến Hồng không dám cục cửa, chỉ vì nàng vừa động đậy là hắn tức giận. Nhưng nàng có phải cục đá đâu, nàng cũng có cảm giác mà. Giọng khả nhân vang lên bên ngoài, tiểu thư, cô ra về chưa? Yến Hồng sợ nàng nhìn thấy, vội vàng đáp, về rồi về rồi. Oái, sao giọng khàn thế này, khụ, vội vàng háng giọng, kéo tay hắn xuống, xoay sang lôi hắn đứng dậy, đỏ mặt nói, đi ăn mì đi. Lôi lôi, người không động đậy. Rõ ràng tính lì lợm của thiếu gia lại nổi lên rồi, hai má phồng như cái bánh bao, cố chấp nhìn đi chỗ khác, nhất quyết không nhìn nàng. Ngoặc kép, chờ ăn mì xong, manh manh muốn làm gì thì làm. Thấy hắn bướng bỉnh không chịu, đành phải ký hiệp ước bất bình đẳng trước đã rồi tính. Nói không chừng ăn xong hắn đã quên rồi, Yến Hồng ôm bụng cầu may tự an ủi mình. Lúc nấu mì, hắn một mực yên lặng ngồi cạnh bếp, nhìn ngọn lửa đỏ rực trên bếp, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc hắn yên lặng, gần như không nhận ra hắn mắc chứng tự bế nặng. Đương nhiên lúc hắn quậy lên càng nhìn không ra. Nấu mì xong, gọi hắn hoàn hồn, bày biện bát đũa trên bàn nhỏ trong bếp xong, gọi hắn lại ăn mì. Lúc hắn ăn mì hình như rất gấp, hơi vội vã, mặc kệ nóng nuốt một miếng thật to, kết quả bị nóng phải nhổ hết ra, nước mắt lưng tròng. Yến Hồng xót ruột rót nước lạnh cho hắn uống, hắn nghe lời uống mấy ngụm xong vẫn nhìn nàng hết sức đáng thương, thẻ đầu lưỡi ra, giống y chang con cuốn xù muốn được yêu thương. Cả buổi tối nay liên tục chịu kích thích, cuối cùng Yến Hồng cũng khôi phục lại bình thường, sán lại thổi thổi miệng hắn, phù phù, phù phù sẽ không nóng nữa. Kết quả phù chưa được mấy cái, hình như hắn sực nhớ ra cái gì, không cần phân trần gì hết, đầu lưỡi liếm môi nàng, từng chút từng chút một, y chang cuốn con, khiến Yến Hồng đứng ngồi không yên. Cuối cùng hai người vẫn quấn lấy nhau, môi lưỡi cuốn quýt, từ từ quên thời gian, hơi nóng từ hai bát mì cũng dần dần nguội mất. Yến Hồng nhẹ nhàng xoa đôi môi hơi sưng, liếc gò má và đôi mắt có phần mông lung của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rung động, choáng váng, khiến nàng hoa mắt, có hơi. Khó thở. Vội vàng đứng dậy bưng mì đi hâm lại, lại bỏ vào nước lạnh một hồi, không nóng không nguội, độ ấm vừa phải. Hắn mơ mơ màng màng ăn xong, ngẩn ngơ nhìn nàng. Gấp gáp hít sâu một hơi, gắng gượng hồi phục tinh thần, Yến Hồng gọi người vào thu dọn, vội vàng dắt hắn về phòng. Hình như hắn cứ mãi nghĩ gì đó, nàng gọi hắn đi tắm rửa cũng không nghe lọt. Đành phải nhân lúc hắn đang mơ màng, vội vàng giúp hắn tắm lẹ, nàng có linh cảm, nếu không tốc chiến tốc thắng, không chừng hắn lại làm ra cử chỉ kinh hồn nào nữa. Phù, thở phào một hơi, tắm rửa mà cứ như đánh trận, toàn bộ quá trình tinh thần nàng căng thẳng vô cùng, sợ hắn lại nhớ tới 18 giờ 27. Cầm khăn khô lau tóc cho hắn, đầu óc xoay chuyển không ngừng, không biết có phải bị bọn thập lục công chúa dẫn ra ngoài thật không nữa, đi làm cái gì, sao lúc về lại thất thường thế này. Không được, phải đi hỏi xem có chuyện gì. Vừa chuẩn bị đứng dậy lại bị hai cánh tay túm eo chặt cứng, ngã nhào vào vòng tay quen thuộc. Hắn vừa tắm xong, cả người mát mẻ dễ chịu, khiến nàng không nỡ đứng dậy. Nhưng rất nhanh, nàng lại hoảng sợ, bởi vì hắn hắn hắn, hắn đang cởi quần áo nàng. Chương 37, Chọn vẹn Chẳng lẽ đông phương manh đột ngột thông suốt, muốn dùng ngôn ngữ cơ thể tiến hành giao lưu tình cảm với nàng? Manh, manh, chàng làm gì thế? Cử chỉ như xét đánh giữa trời quang này của hắn cộng thêm suy đoán vừa rồi của nàng nàng hoảng tới mức lắp bắp hắn híp mắt chăm chú vật lộn với dây lưng của nàng mắt điếc tai ngơ trước câu hỏi của nàng sức lực giữa nam và nữ tranh lệch rất lớn giờ phút này thể hiện trọn vẹn nàng không gạt tay hắn ra được hu manh 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 ngoan đừng cởi bên trong ha ha nhột quá yến hồng vừa sốt ruột vừa quẫn bách Quần áo cổ đại này cũng dễ cởi quá đi, trừ dây lưng cố định ra chả có thiết bị gì nữa. Tùy tiện lột vài cái, nàng chỉ còn mỗi áo yếm và quần lót, da thịt trắng nõn lộ gần hết trước mặt đông phương manh. Hắn nhìn ngây ngốc, ngu ngơ sờ dưới eo nàng, nhột nhạt làm nàng kêu thành tiếng. Hắn lại cứ sờ tới sờ lui trên người nàng như chưa đã ghiền. Trời ạ, à, nàng sợ nhột mà không nhịn được cười mà trong lòng thì nhỏ lệ. Yến Hồng cảm thấy mình sắp phân liệt rồi. Trơn trơn, thích. Hắn vừa sờ vừa phát biểu cảm nghĩ, trong mắt bốc lên hưng phấn, hai tay càng bận rộn hơn. Cái đồ trời đánh thánh vật nào dậy hắn? Một chú dê con ngây thơ trong trắng, bây giờ biến thành sói oái. Hắn hứng chí bừng bừng, sờ sạch sẽ người nàng, từ chỗ có thể sờ tới chỗ không thể sờ. Hình như phát hiện cái yếm của nàng rất ngứa mắt. Hắn dành toàn bộ tâm tư chuẩn bị giải quyết nó luôn. Không cách nào cởi món đồ với độ khó cao này, hắn vật lộn nửa ngày, nút thắt rất dễ tuột ban đầu càng lúc càng thắt chặt, từ từ biến thành nút chết, chân mày hắn cũng càng lúc càng nhíu, ánh mắt càng lúc càng khó chịu. Rốt cuộc sức nhẫn nại của hắn chấm dứt, túm cái yếm của nàng kéo ngược lên cổ. Cởi hay không cởi, đó là vấn đề. Nhưng nếu không có hành động nàng sắp tắt thở rồi nhắm mắt lờ đi cởi dây buộc nàng không dám mở mắt cảm giác lớp vải mềm mại dán lên người mình tuột xuống da thịt tiếp xúc không khí lạnh lạnh lỗ chân lông lập tức co lại người run run lần đầu tiên phơi bày cơ thể trước mặt nam nhân không chút che giấu thế này bởi vì nhận định là hắn nên không hề chống cự thậm chí còn chờ mong rốt cuộc hắn có thể làm tới mức nào oái háo sắc lặng lẽ chờ đợi tất cả diễn biến tiếp theo chờ chờ nửa ngày cũng không thấy hắn có thêm động tác nào hắn làm sao thế liệu có phải không biết làm gì tiếp không dấu lớn nàng vẫn làm đà điểu không chịu mở mắt trong lòng lại đắn đo có nên dẫn dắt hắn một chút không khụ được rồi nàng thừa nhận mình cũng có chút tò mò loại chuyện này dù sao nhìn thấy heo chạy không có nghĩa là biết mùi vị thịt heo huống chi trước kia nàng cũng chỉ nhìn cho đã mắt thôi. Cứ lằng nhằng giữa việc có nên chủ động không hay là tiếp tục e dè, nàng dối rắm khôn kể. Yến Hồng vừa căng thẳng vừa do dự, nàng cho rằng thời gian trôi qua lâu lắm rồi, thật ra cũng chỉ có vài phút mà thôi. Đúng lúc nàng quyết tâm mở mắt ra chuẩn bị đối mặt với hiện thực thì, thực tế vô tình lại quật ngã nàng. Bởi vì Đông Phương Manh đột ngột mở miệng nói một câu. Hắn chỉ nói hai chữ nhưng khiến Yến Hồng đau không muốn sống nữa. Hắn phát âm cực kỳ rõ ràng, rõ tới nỗi nàng muốn giả vờ không nghe cũng không được. Hắn nói, bánh bao. Lúc nàng mở mắt, vừa vặn thấy hai con mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ cao cao nào đó như con gà chọi. Bánh bao. Đầu tiên nàng nhìn theo ánh mắt của hắn tới chỗ mà bản thân vẫn lấy làm tự hào, lập tức hận mình hết chỗ nói vì sao nàng phải hiểu ý tưởng của hắn a a a. Bánh bao. Nàng giống bánh bao chỗ nào, chỗ nào. Rõ ràng không đủ thì cũng tính là màn thầu, 28, nhá, nhá. Cho dù là bánh bao, thì, thì cũng là bánh bao cỡ lớn nhất. Sao là bánh bao được? Bánh bao manh manh ăn đều nhỏ hơn cái này, Yến Hồng dẫy chết còn cố xoay chuyển suy nghĩ của hắn. Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi của giới nữ, nhất định phải đính chính kịp thời. Bánh bao bự. Đông Phương manh biết phục thiện, thay đổi cách nhìn của hắn, vẻ mặt rất thần kỳ. Vậy còn được. Yến Hồng đắc ý phút trước, phút sau đã thấy hắn thỏ ngón tay thon dài ra trọt mấy cái. Hắn còn chưa biết khống chế sức mình, trọt làm nàng phát đau. Mím mím môi, hắn nhanh chóng kết luận, mềm. Sau đó cắn một miếng, Wow! Một tiếng thét đau đớn ngắn mùi vang lên giữa đêm khuya, biến mất với tốc độ cực nhanh. Yến Hồng đau chảy nước mắt đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình, nếu làm mọi người kéo tới, sau này nàng không cần làm người nữa. Vì thế nước mắt dòng dòng cứng rắn nuốt tiếng la mới được nửa chừng trở về. Vội vàng túng đầu hắn giật ra, mẹ nó, hai dấu răng trâu bỏ cỡ nào. Manh manh, đây không phải bánh bao, không ăn được. Yến Hồng cảm thấy mình thê thảm quá, tướng công muốn học tập chương trình học bắt buộc của vợ chồng. Được thôi, nàng tích cực phối hợp, nhưng trước đó, nàng phải tiến hành huấn luyện kết cấu cơ thể nữ nhân và các công năng liên quan đã. Không ăn được. Hắn tò mò nhìn chỗ bị hắn cắn nhanh chóng đỏ lên, biện bạch, mềm mà. Ngoặc kép. Được rồi, có thể ăn, nhưng không phải cắn. Đã thế này, cũng chỉ đành dạy hắn làm sao đối xử dịu dàng với cơ thể yếu ớt của mình trước đã. Chảy nước mắt, sao nàng lại rơi vô cảnh này hả? Có lẽ là bản tính trời sinh của con người điều khiển, sau khi Yến Hồng lắp ba lắp bắp giáo dục một hồi, đồng phương manh vừa sờ vào chỗ đó liền không học mà biết, bắt đầu mút mát. Dần dần, nàng cảm thấy vui sướng, trong đầu còn tiếp tục suy nghĩ, năng lực học tập của hắn thật là khá trình tự tiếp theo hắn vẫn tiến hành lúc đúng lúc sai không thiếu được chuyện yến hồng nén thẹn thùng mà chỉ đạo kỹ thuật nhưng trình độ của nàng cũng chỉ gà mờ biết lý thuyết không biết thực hành thành thử quá trình hết sức gập gành vất vả cuối cùng khi hắn tìm đúng chỗ dùng vũ khí công thành chiếm đất thì nàng đã đau tới mức chỉ lo khóc mà không đếm xỉa tới chỉ đạo kỹ thuật nữa rồi còn hắn cũng tủi thân ấm ức kêu lên đau 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 sao còn không chịu ngừng hả Yến Hồng nghiến răng nghiến lợi. Cho nên mới nói, ở phương diện này, nam nhân đại khái luôn có kích động bản năng. Tuy rằng hắn cũng không thoải mái nhưng vẫn cố chấp không chịu lui ra. Nghiến răng đỏ mắt, nước mắt rưng rưng tiếp tục, Yến Hồng nhìn mà muốn bùng nổ. Rõ ràng nàng mới là người khó chịu, vì sao bây giờ biến thành ngược lại, cứ như hắn mới là người bị trà đạp hà. Xong nhìn vẻ mặt thê thê thảm thảm của hắn, Yến Hồng lại đau lòng một cách lạ lùng hắn không giống nàng nàng hiểu biết giới tính biết rõ các kiểu phản ứng sinh lý của con người thành thử tuy khó chịu nhưng vẫn biết đây là bình thường là tất nhiên nhưng hắn không biết hắn làm hết thảy theo bản năng lại không rõ vì sao cơ thể mình sinh ra phản ứng như thế hắn không biết vì sao mình đau rõ ràng sợ hãi lại không khống chế được bản thân dừng lại thấy nàng rơi lệ hắn cũng khóc theo miệng nghỉ non đau hồng hồng không đau nàng biết hắn nói hắn rất đau nhưng lại an ủi nàng hy vọng nàng không đau thế này rốt cuộc là thế nào vì sao chuyện hạnh phúc như thế lại trở nên thảm thiết thế này không được không thể như vậy được vì thế yến hồng lau nước mắt nàng còn có hắn nữa vứt bỏ mấy cái rụt rè giả tạo quăng luôn sự rè dặt chán ngắt hắn là trượng phu của nàng nàng là thê tử của hắn đã thân mật như thế cớ gì không thỏa tình hết ý. Kề tay hắn thì thầm nỉ non, dịu dàng vuốt ve hắn, nỗ lực đáp lại hắn. Cuối cùng, tâm tình tiêu cực của hắn tan đi, vẻ mặt bắt đầu hưởng thụ, mang theo mê hoặc khiến nàng động lòng. Nhưng dù sao hai người cũng là người mới học nghề, kinh nghiệm lần đầu tiên quả thực chẳng thể tính là quá tốt. Lúc hắn đau nàng cũng đau, khi nàng cảm nhận được sung sướng rồi thì hắn lại kết thúc quá sớm. Trong chướng đỏ, nàng nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, gương mặt đỏ ửng, tình dục trong mắt còn chưa tan đi, môi hồng mím chặt, vừa quật cường vừa đáng yêu. Rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. Nàng nhắm mắt than khẽ. Mặc dù quá trình vất vả một chút. Mở mắt lại lần nữa, lại thấy mi mắt hắn dục dịch, tầm mắt trượt xuống một chút, rơi vào trước ngực hắn, mặt nàng áp sát vào đó. Nàng từ từ hồi phục lại cảm thấy cuối cùng cũng nhúc nhích được bèn thỏ ngón tay ra khẽ khàng vẽ theo môi hắn sau đó dướn cổ nhẹ nhàng hôn hắn hồng hồng đau ôm ôm không tốt hắn quay sang ôm cổ nàng nghiêm túc chăm chú nhìn mắt nàng giàu dĩ nói ôm ôm à là chỉ cuộc quan hệ vừa rồi hả bởi vì nàng đau nên cảm thấy như vậy không tốt sao nàng cười trườn người lên cũng chán vào chán hắn môi dán hờ trên môi hắn, hồi lâu, buông ra, nhìn vào mắt hắn, nhỏ nhẹ mà kiên định đáp, hồng hồng thích manh manh, bằng lòng ôm ôm với manh manh. Hồng hồng thích ôm ôm. Hy vọng nói như vậy hắn có thể hiểu. Hắn tập trung tinh thần nhìn nàng nửa ngày, sau đó tuét miệng cười, gật đầu, hồng hồng thích, manh manh cũng thế. Thích ôm ôm. Cách nói ngắn mùn đặc biệt của hắn lại khiến nàng hiểu rõ, rất vui vẻ bởi vì nàng nói thích nên hắn cũng quyết định thích ư ca ca tỉ tỉ thích ôm ôm cũng thế hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung ca ca tỉ tỉ ai thế chẳng lẽ là người dạy hư hắn hừ rốt cuộc là hắn quen ai dám dạy hắn cái này tuy rằng thành quả sau cùng là cho nàng nhưng cũng khiến nàng không vui manh manh của nàng nàng vốn định tự mình chậm rãi dạy hắn tất cả của hắn nàng đều tham lam muốn chia sẻ một phần. Nhất là cử chỉ thân mật giữa hai người, ngấm từng chút một, tích lũy từng tí từng tí một, sẽ chậm rãi tạo thành của riêng của họ, bức tranh hạnh phúc hoàn chỉnh được cất kỹ. Bây giờ cứ thế bị người ta cướp trắng trợn một miếng. Hư, không vui tí nào. Trong đầu chém giết kẻ xấu xa dậy hư manh manh nhà nàng một trăm lần đang chém giết cao hứng đột nhiên phát hiện thằng nhãi nào đó lại không yên phận rồi. Ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt quật cường và tinh thần học hỏi mạnh mẽ của hắn. Sao Yến Hồng không rõ cho được, thành ra, tuy trong lòng hơi giật mình nhưng lại không mâu thuẫn. Hết cách, tự mình đào hố, tự mình nhảy vào, đáng đời. Tuy hắn mắc chứng tự bế nhưng lại rất nhạy cảm, hẳn là mơ hồ cảm giác được biểu hiện vừa rồi của mình không như mong đợi thành thử cố chấp kiên trì mà quán triệt chính sách, có thực hành mới thực sự hiểu biết, hùng hăng dày vò nàng một bận. Ai kêu miệng nàng giãn, nói gì mà thích với không thích, kết quả, hắn thật sự nghe lọt rồi. Lúc tất cả hoàn tất, Yến Hồng mơ mơ màng màng tổng kết lại 10 chữ chân lý. Viên phòng có nguy hiểm, vợ chồng cần cẩn thận. Chương 38, sau đó. Sáng sớm hôm sau, yến hồng còn chưa mở hẳn mắt đã cảm thấy cả người mệt mỏi đã thế còn thở không nổi cứ như có tảng đá bự đè trên người muốn động đậy đổi tư thế khác kết quả phát hiện hình như giường không vững chẳng lẽ mình lắc lư tới nỗi thế giáng sức mở mắt ra nhìn một cái đầu đen thùi vùi trước ngực chả trách nàng khó thở hóa ra là bị người ta đè trên người quả nhiên bất kể là dạng nam nhân gì sáng sớm đều rất hung mãnh manh manh yến hồng rên khe khẽ không kềm được ôm choàng lấy bờ vai hắn nhưng vẫn phân thần nghiêng đầu nhìn ánh sáng bên ngoài trời sáng rỡ rồi mặt trời đã chiếu vào trong phòng cả trượng xong rồi đến giờ mà còn chưa đi thỉnh an cha mẹ nữa yến hồng kêu thảm trong bụng nhưng bản thân còn không kiểm soát được tiếng nói thoát ra khỏi miệng đều biến thành tiếng rên rỉ nàng không muốn thừa nhận âm thanh mất mặt này là của mình đâu, quá xấu hổ đi. Manh manh, trời, trời sáng rồi, ưm, nên rời giường, đi, đi thỉnh an, cha mẹ. Khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, đông phương manh chu miệng chặn môi nàng lại, quấn quýt lôi cuốn. Tên này, quả nhiên không thể khinh thường thiên phú của nam nhân ở phương diện này được. Kết quả, đến khi hai người muốn dậy thì đã gần giờ ngọ bọn nha đầu canh chính xác thời gian, cười vui vẻ bưng nước nóng vào, để hai người rửa giấy. Nhìn bộ dạng cười cười của họ, rõ ràng biết chuyện gì xảy ra. Yến Hồng bó tay, chuyện này làm sao lừa được mấy nha đầu thân tín chứ? Đáng thương cho nàng. Tối qua còn liều mạng nhịn không dám kêu lớn. Đỏ mặt cự tuyệt bọn nha đầu hầu hạ, mấy nha đầu cũng biết nàng ngượng, đặt nước nóng xuống rồi đi ra, còn săn sóc bỏ lại một câu, đã báo cho bên công gia phu nhân rồi, tiểu thư không cần lo lắng, công gia phu nhân dặn để người và cô ra nghỉ ngơi cho khỏe đó. Lần này thì hay rồi, phòng trừng người người đều biết bọn họ làm chuyện hay ho gì. Lườm Đông Phương manh một cái, cái tên không biết tiết chế này, thực hiện được rồi cười như mèo trộm được cá ấy, có chỗ nào giống người tự bế đâu. Nàng và hắn đều chưa mặc quần áo, hắn còn không chịu dậy, gác đầu lên hõm vai nàng rụi rụi, như đang làm nũng nàng nhẹ nhàng vỗ về ngoan dậy nào nếu không dậy nàng thật sự không cần làm người nữa đợi sốc chăn khỏi người nhìn khắp người toàn vết xanh xanh tím tím phỏng chừng trên cổ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu có điều chỗ nặng nhất là vị trí bánh bao á khụ bánh bao thì bánh bao đi vẫn đỡ hơn táo đỏ một khi rời giường động tác của Đông Phương manh trái lại rất nhanh, tự mình ngoan ngoãn mặc quần áo đàng hoàng, rửa mặt xúc miệng, chạy tới nằm úp sấp bên mép giường như cún con, nhìn nàng uể oải lười biếng mặc quần áo. May mà bọn nha đầu chuẩn bị quần áo cổ cao hơn ngày thường, bằng không che không được dấu vết trên cổ. Yến Hồng vừa bước xuống giường thì cảm thấy hai đùi tê dần nhũn ra, đứng không vững. Đông Phương manh hoàng hồn ôm nàng, mắt mở tròn xoe, sợ nàng ngã yến hồng cảm thấy được an ủi toàn thân đau nhức đều bỏ qua hết dỗ đông phương manh đi ra gian ngoài nàng thừa cơ dùng nước nóng lau rửa người rốt cuộc dễ chịu hơn một chút chồng eo đi ra khỏi phòng nàng nén xấu hổ hỏi giai nhân tối qua có ai đi thông báo với công gia phu nhân và nhị bá tướng công đã về không thấy giai nhân càng cười càng tươi rói nàng không mặt mũi đâu mà nhìn thẳng vào cô nàng Khụ, tuy nàng và Đông Phương Manh là vợ chồng đường hoàng, hơn nữa thành thân lâu như vậy tới giờ rốt cuộc cũng viên phòng, coi như hoàn thành bước cuối cùng của lễ nghĩa phu thê. Nhưng bị bọn nha đầu biết việc này, ra mặt nàng vẫn cảm thấy khó mà chịu được. Y nhân đi nói rồi, công gia phu nhân cũng nói chắc cô ra mệt rồi không cần qua tỉnh an, nghỉ ngơi một tối cho khỏe. gia nhân nói xong lại bỡn cợt liếc nàng một cái, che miệng cười gian thấy rõ làm bộ không vui chừng nha đầu nhà mình một cái, đương nhiên Yến Hồng biết nàng đang diễu mình. Nghỉ ngơi một tối cho khỏe, hư, kết quả cả tối đại chiến mấy trăm hiệp. Vậy, vậy họ, đều, đều biết rồi. Yến Hồng thật sự không hy vọng nghe được đáp án khẳng định. Nhưng mà thực tế vô tình, năm đóa kim hoa đồng loạt gật đầu, nha đầu ngu ngốc tập nhân kia còn thông báo, khả nhân thấy tiểu thư dậy trễ, sợ công gia phu nhân trách tội tiểu thư, còn đặc biệt đi giải thích một hồi đó. Hu, như vậy mà bọn họ không biết mới lạ. Nếu có thể, Yến Hồng thật sự muốn rụt đầu làm rùa đen, cả ngày hôm nay không cần ra cửa. Nhưng ngày mai Đông Phương Manh phải vào tông miếu tế tổ, có vài việc nàng còn phải bàn bạc với lão phu nhân. Và lại, nàng cũng muốn hỏi tiểu công chúa, tối qua rốt cuộc đi làm cái gì? đành không ngừng tự thôi miên mình, bọn họ không biết, bọn họ không biết, sau đó ngây mặt, chân hơi chàng hàng, bước từng bước ra khỏi lạc phong uyển, đi tới chính sảnh. Gặp công gia phu nhân, Yến Hồng còn chưa mở miệng đã đỏ cả mặt. Nàng vốn có chút trột dạ, lại thêm cha mẹ chồng cười y chang Phật di lạc, thấy nàng thì hai mắt càng sáng rực, nhất là mẹ chồng đại nhân, kéo tay nàng nhìn trái nhìn phải, sờ trên sờ dưới nhìn cứ như trên người nàng có vàng không bằng miệng mãi không khép lại được công gia còn được tính là hàm xúc một chút có điều cũng kéo đông phương manh lại sờ mó vỗ vỗ cười ngu ngốc cả nửa ngày làm đông phương manh ngơ ngác lấy làm lại nhìn chòng chọc cha mình cứ như gặp phải quái vật mẹ yến hồng thật sự không chịu nổi ánh mắt yêu thương mờ ám kiểu này nữa này có cần khoa trương tới vậy không còn thiếu nước công bố thiên hạ thôi Đông Phương Tề thì hàm xúc hơn chút, chỉ nói một câu, chúc mừng đệ đệ và đệ muội, nhưng cũng đủ khiến nàng không thể ngẩng đầu lên. Chỉ là lúc hắn nhìn Đông Phương Manh, vẻ mặt kích động, nhà ta có đệ trưởng thành, Yến Hồng thậm chí còn nghe được hắn lầm bầm, Manh đệ làm giỏi lắm. Phòng trừng mặt nàng phải duy trì độ dày kha khá một thời gian dài mới chống đỡ nổi, Yến Hồng cảm thụ sâu sắc việc này người một nhà lại cười ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì hồi lâu. Tiểu công chúa nhảy nhót vào đại sảnh, thấy cảnh tượng một nhà đông đúc như thế thì ngây ra, sau đó hưng phấn sán lại, bày ra vẻ mặt nhiều chuyện, có chuyện gì vui sao? Nói ra cho ta vui với. Yến Hồng nghe câu này, đột nhiên nhớ tới một câu kinh điển không nghẹn chết người không đền mạng mà nàng từng nghe qua, người có chuyện gì không vui à? Nói ra cho ta vui vẻ chút coi. Có điều, dáng vẻ tiểu công chúa này nhìn không ra tối qua mới làm chuyện xấu nha thấy lão phu nhân cười hề hề định nói yến hồng sợ bà lôi luôn chuyện mất mặt của mình ra vội vàng cười hỏi cả ngày hôm qua không gặp công chúa có phải đi dạo không đột nhiên một ý nghĩ toát ra trong đầu thất kinh không phải tiểu công chúa này dẫn manh manh đi thanh lâu đấy chứ nói tới ngày hôm qua tiểu công chúa nháy mắt có sức sống liền yến tỉ tỉ tỷ không biết đâu, hôm qua ta và manh manh, còn có thằng ngốc tiểu phi nữa cùng ra đường chơi. Ui, ta không ngờ chợ ở Di Lăng nhiều đồ ăn ngon với nhiều đồ chơi như thế đó, ta mua một đống lớn. Cái đầu heo tiểu phi chỉ biết ăn, không chịu cầm giúp ta. Vẫn là manh manh tốt, giúp ta cầm không ít đồ. Đồng phương manh nghe tiểu công chúa nhắc tới hắn, ngơ ngác nhìn nàng. Đồng phương tể nghe xong hừ khẽ một tiếng, nếu công chúa muốn ra ngoài chơi, tốt xấu gì cũng nói một tiếng, ít ra cũng nên phái vài người đi theo. Lỡ có sơ suất gì, hạ thần làm sao ăn nói với hoàng thượng và thái tử điện hạ? Hắn cực kỳ bất mãn công chúa điêu ngoa này lôi đệ đệ yêu của hắn đi. Lén lút chạy ra, lại lén lút trở về, hại hắn không nhìn được đệ yêu đầu tiên, mãi đến sáng sớm nay mới thấy hắn, hừ. Đông phương tiểu nhị, ngươi đừng quá đáng nha, bổn công chúa muốn đi đâu còn phải báo cáo với người nữa hả? Với lại còn có Vũ Phi và Manh Manh đi theo nữa, sợ gì chứ? Đông Phương Tể nghe xong càng tức, chính vì có Manh Manh đi theo hắn mới càng lo hơn. Phi Phi, không phải, hắn chỉ lo Manh Manh thôi, hai người kia không tính. Yến Hồng thấy vẻ mặt tỉnh bơ của tiểu công chúa, chẳng hề ngại ngùng e thẹn gì cả, nghĩ bụng hay mình đoán sai rồi. Được rồi Tề Nhi, không được vô lý với công chúa. Công chúa, có lẽ lão phu quá lời nhưng công chúa thân thể ngàn vàng. Nếu có tổn thương gì, tội lão phu lớn lắm. Mong là sau này công chúa ra cửa thì dẫn thị vệ theo cho yên tâm. Lão công gia cũng nói thế, tiểu công chúa hơi thẹn, xin lỗi công gia, do ta suy nghĩ không chu đáo, lần sau sẽ không thế nữa. Nói rồi lè lưỡi, lúc quay mặt sang phi yến hồng thì nháy mắt một cách kỳ cục, cứ như thở phào nhẹ nhõm. Đợi một hồi, Mộc Vũ Phi cũng tới. Vừa thấy Yến Hồng rõ ràng vẻ mặt không được tự nhiên. Chẳng những không dám nhìn nàng, mặt cũng đỏ một cách kỳ lạ. Yến Hồng không nhịn được nhìn hắn thêm một chút, chẳng lẽ là hắn dẫn manh manh tới chỗ đó. Thằng nhóc chết tiệt này, tuổi mới bấy nhiêu đã mê gái rồi, còn làm hư manh manh nhà nàng chừng chết hắn. Dường như hắn cảm giác được nàng trừng mắt, rụt cổ, ra sức giấu mình sau lưng đông phương tề. Yến Hồng giận dữ nhưng chuyện này khó mà hỏi thẳng hắn, khai thác từ chỗ tiểu công chúa trước đã. Hôm qua công chúa có đi qua chỗ nào đặc biệt? Hoặc là gặp phải chuyện gì lạ không? Yến Hồng cố tình liếc xéo Mộc Vũ Phi một cái mới hỏi. Ủa, sao tỷ biết? hôm qua lúc chúng ta đi chơi ra tới cổng thành nhìn thấy có người bắt được một con cáo nhỏ trên núi ngoài thành dễ thương lắm luôn có điều nói sao người kia cũng không chịu bán cho chúng ta nói là để cho nữ nhi mình chơi manh manh nhìn cũng có vẻ thích ta và phi đầu heo cũng rất muốn có sau đó quyết định cùng lên núi bắt phi đầu heo chê ta đi chậm tự dẫn manh manh đi trước hừ hừ không chờ ta Kết quả vẫn là ta phát hiện một con chim cực kỳ đẹp trước nhất, màu sắc sặc sỡ đẹp mắt lắm nha, hơn nữa nó bay cũng không cao, ta muốn tự mình bắt, tức chết phi đầu heo. Kết quả ta đuổi một hồi đi lạc luôn, tìm mãi mới thấy hai người họ. Nhưng mà ta không sợ chút nào đâu. Tiểu công chúa ưỡn ngực, nhấn mạnh mình dũng cảm vô cùng. Cái gì? Lên núi? Đông Phương Tề quát lên, mắt lập tức trợn lên cô có biết trên núi nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ gặp phải thú dữ gì đó, chỉ bằng mấy người, còn chưa đủ ăn nữa. Lần này hắn gầm rú không bị ai phản đối, dù sao một mình lên núi quả thật rất nguy hiểm. Đừng nói gặp phải thú dữ, chỉ riêng chuyện mấy người này ăn mặc sang trọng, lỡ gặp phải kẻ xấu đến chừng đó hối cũng không kịp. Mộc Vũ Phi tức tới trợn trắng mắt. Cái đồ ngu này, hôm qua đã dặn đi dặn lại không được nói ra chuyện lên núi rồi, nàng cứ khai tuốt, biết ngay là không đáng tin mà. Lần này tiểu công chúa cũng biết mình nhỡ mồm, lộ chuyện lên núi, hiếm khi thấy nàng không đáp trả, chỉ chề môi lầm bầm, không phải vẫn lành lặn đấy thôi, không sao hết mà. Đáng tiếc không bắt được con chim xinh đẹp kia và cáo con, ai. Xảy ra chuyện thì muộn rồi. Đông phương tề hoàn toàn hóa thân thành khủng long bạo chúa làm Yến Hồng lần nữa cảm thán hỏa lực hùng mạnh của tiểu công chúa. Một mình lên núi không ổn nhưng trước mắt nàng càng quan tâm, rốt cuộc đông phương manh nhìn thấy gì trên núi. Có điều lúc ta tìm thấy bọn manh manh, hình như nghe được âm thanh gì kỳ lắm, có nam có nữ, lúc khóc lúc cười, hình như rất khó chịu á. Nhưng mà ta hỏi phi đầu heo, hắn nói không nghe thấy, ta còn định tìm xem nhưng hắn nói trời tối rồi sẽ có sói. Thập lục công chúa thấy không khí hòa hoãn bớt, lại nói sang chuyện khác. Vốn nàng còn suy nghĩ xem có phải có người bị ức hiếp không, còn định làm anh thư cứu mỹ nhân gì đó, kết quả bị mộc vũ phi cứng rắn kéo xuống núi. Yến Hồng nhìn thấy rành rành, mặt mộc vũ phi thoáng cái đỏ như tôm luộc. Có nam có nữ, lúc khóc lúc cười. Người có kinh nghiệm thoáng nghĩ là biết, áng chừng. Hai người họ nhìn thấy hiện trường, chiến đấu dã ngoại chẳng trách, vợ chồng công gia nhìn Yến Hồng chăm chú. Ý tứ trong đó, không cần nói nhiều. Chỉ có đông phương tề, hung hăng trừng mộc vũ phi. Ánh mắt đó khiến tiểu thế tử trước nay không sợ trời không sợ đất cũng chịu không nổi, vội vàng bôi mỡ dưới chân chuồn mắt. Tiểu công chúa thấy không khí không ổn, cũng chạy theo, chỉ còn mỗi người thu lợi đông phương manh cùng mấy người công gia giờ khóc giờ cười. Còn Yến Hồng, trong tình cảnh này không nói gì ngẩng đầu hỏi trời xanh, trong lòng có tư vị khác. chương 39, Ăn Tết Từ lúc vào tháng chạp, từ trên xuống dưới công phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị đón Tết. Sau tiết lạp bát càng bận rộn hơn, bọn nha đầu, người hầu bận bịu thu dọn sành ngoài công phủ, dựng cổng trào trải thảm đỏ, treo đèn lồng, làm các loại màn thầu, bánh ngọt. Chỉ riêng hấp màn thầu thôi đã đáng chú ý rồi, chia thành đủ kiểu đủ dáng, bánh lớn thì nửa cân, nhỏ thì một lạng bột mì là hấp được hai ba cái, có nhiều mục đích. Dâng lễ có, chủ tử ăn có, dùng ăn cơm có, dùng uống rượu có, vân vân và vân vân. Đông Phương manh nếm một lượt các loại màn thầu. Yến Hồng sợ hắn trướng bụng, giống như mẹ già mạng khổ cứ phải chạy theo sau lưng hắn thỉnh thoảng cho hắn uống miếng nước. Có điều làm chủ tử cũng tốt nha, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần xem thôi, còn có thể đàng hoàng hưởng thụ thành quả lao động của người khác, quả thật thần tiên cũng khó cầu. 15 tháng chạp, trước sân nhà chính còn dựng thiên địa lầu, thờ các vị thần, lập chiêu thiên can, để tới Tết thì thắp chiêu thiên đăng. Chiêu thiên can làm bằng tre, cao ba trượng, thân tre sơn màu đỏ, ngọn tre treo một cái lồng đèn đỏ, bên trong gắn một cây nến đỏ lớn nặng một cân, đốt hàng ngày, dùng dòng dọc treo lên, thắp mãi đến đúng tiết nguyên tiêu rằm tháng 1. Đông Phương Manh ngồi trầu trực ngay cửa lớn lại bắt đầu có hứng thú với công việc sơn đỏ, cả ngày đều vác cái thùng gỗ nhỏ, hào hứng ấn mấy dấu tay đỏ lòm khắp nơi. Yến Hồng nhìn sao cũng cảm thấy giống mấy bàn tay máu mà bọn xã hội đen báo thủ ấn lên trong mấy phim Hong Kong, để tránh hiểu lầm không cần thiết, đành phải tìm cho hắn cái chổi nhỏ, để hắn dùng chổi vẽ tranh ngoại trừ ra lệnh cho hạ nhân canh phòng nghiêm ngặt thiên địa lầu, những chỗ khác công gia mặc cho hắn phát huy, huống chi lão công gia còn cảm thấy con mình tùy tiện vẽ bừa mấy bức tranh nhìn cũng khá đẹp mắt, chỉ là màu sắc hơi đơn điệu, tuyền một màu đỏ. Chỉ có Yến Hồng giờ khóc giờ mếu. Thật ra buổi tối ba ngày trước tiểu ngốc nhà nàng xem tị hòa đồ một chút, Ngày hôm đó chạy khắp nơi in móng vuốt không biết có nhớ tới chuyện này hay không mà copy hoàn toàn một bức xuân cung đồ rực lửa trong phòng tắm, còn vẽ thật lớn nữa. May mà hắn cũng chỉ phát điên trong phòng tắm một lần, thời gian còn lại chỉ vẽ lung tung chim cò cá cảnh bình thường. Chỉ là từ sau ngày đó, phòng tắm của Lạc Phong Uyển có một bức tường quanh năm treo một lớp màn thật dày, mỗi lần Yến Hồng tắm rửa thỉnh thoảng còn dở lên xem một chút. 18 tháng 12, Đại Cát nên tế tổ. Đầu đêm hôm trước, Yến Hồng đã giảng giải cho Đông Phương Manh nghe ngày mai cần làm những gì. Tuy có rất nhiều chuyện hắn không hiểu nhưng trí nhớ thì cực kỳ lợi hại, lúc nào làm gì, nhớ không chạch đi đâu được. Yến Hồng cũng vui vẻ xem hắn là bộ nhớ di động, lỡ mình có quên, chỉ cần hỏi, bây giờ là giờ ích, nên làm chuyện gì nào? Cam đoan đáp không sai một chữ. Ngày hôm sau, Yến Hồng đứng cạnh Đông Phương Manh, y theo quy củ lão phu nhân dạy trước đó, đầu tiên bái thần thánh và tượng Phật thờ trong thiên địa lâu, sau đó lại tới từ đường bái bài vị tổ tiên, cuối cùng tới chính sảnh từ đường dập đầu với tộc trưởng. Tộc trưởng gia tộc Đông Phương hiện tại do lão công gia quyền cao chức trọng đảm đương, tộc nhân đều được hưởng phước. Có điều khiến Yến Hồng chú ý là một ông lão dâu tóc trắng xóa, nhìn ít nhất cũng cả trăm tuổi, sau nghe ngóng mới biết, ồ, đó là tam thúc của phụ thân lão công gia, tam thúc công, thế hệ già cả chân chân chính chính đức cao vọng trọng nhé, tới 102 tuổi rồi. Xứng đáng với danh xưng thọ tinh. Thấy Đông Phương Manh cứ nhìn chằm chằm tròm dâu trắng muốt của ông cụ, Yến Hồng sợ hắn kích động muốn đi qua giật, vội vàng lôi hắn dập đầu cho xong việc. Mãi đến hôm nay, Yến Hồng mới nhận mặt rất nhiều họ hàng thân tộc, có điều chi hệ không nhiều, phần lớn là dòng thứ, giải rác các huyện thành ở Di Lăng. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của dòng họ, tên Yến Hồng được ghi vào gia phả, xếp cùng với Đông Phương Manh, là vợ chồng. Yến Hồng bị đánh động bởi không khí nghiêm trang và thận trọng, thành thử cũng chân chính có giác ngộ của một phần tử trong gia tộc Đông Phương. Dù sao trước đó nàng luôn xem mình là một cá thể độc lập, tuy đón nhận Đông Phương Manh nhưng lại chưa từng liên kết vận mệnh của mình với cả Đông Phương gia mãi đến lúc này nàng mới cảm nhận sâu sắc sức mạnh của dòng tộc cổ đại. Cả quá trình đông phương manh đều im lặng, đờ đẫn đi theo nàng quỳ lại dập đầu, vẻ mặt mờ mịt. Có điều nếu Yến Hồng buột miệng hỏi hắn, giờ này một khắc phải làm gì nào? Hắn sẽ ngơ ngáo nhưng trả lời cực kỳ nhanh chóng chuẩn xác, gần như hình thành phản xạ có điều kiện. Rốt cuộc sáng sớm ngày 19, Mộc Vũ Phi và Tiểu Công Chúa Mạnh Ai về nhà nấy, mạnh ai nấy kiếm mẹ mình. Đông phương tề tống hai Phật sống không bớt lo này đi, chỉ ở kinh thành chu toàn một lượt lại quay về Di Lăng, trước đêm giao thừa chạy về tới nhà. 23 tháng chạp, cúng ông táo. Bà tánh bình dân cung kính, thành kính với vua táo, nhưng công phủ không xem trọng ông táo, cho rằng địa vị ông không bằng luy tổ, một vị nữ thần rất được dân Di Lăng tôn thờ, tiền tài không bằng vương mẫu, thành thử chủ nhân công phủ sẽ không đích thân cúng ông táo, chỉ phái một quản sự nho nhỏ bầy đồ cúng, thắp nhang, khấn vái vài câu tượng trưng. Ngày này còn được gọi là Tết ông táo. Qua Tết ông táo, cách Tết âm lịch chỉ còn 6 7 ngày, phải quét tước toàn bộ phòng ốc, thường gọi là tảo trần, tảo trần để bỏ cũ đón mới, quét sạch điểm xấu. Còn phải dán cửa, dán tranh Tết vân vân đời trước đời này Yến Hồng đều rất hào hứng với truyền thống cắt giấy dán cửa của dân tộc, cầm kéo cùng ngồi cắt chung với năm đóa kim hoa ở gian ngoài. Đừng xem thường mấy tờ giấy đỏ nhỏ xíu này, qua bàn tay khéo léo của nhóm nha đầu có thể biến thành đủ loại hoa văn tuyệt vời, có hỷ thức đăng mai, yến xuyên đào liễu, khổng tước hí mẫu đơn, sư tử cổn tú cầu, tam dương, dương, khai thái, song long hí châu, lộc hạc đồng xuân, đồng xuân, ngũ bức, Phùng Thị, Tê Nghiêu Vọng Nguyệt, Liên, Liên, Niên Hữu Ngư, Dư, Uyên Ương Hí Thủy, Lưu Hải Hí Kim Thiền, Hòa Hợp Nhị Tiên Vân Vân, 29. Yến Hồng xem thế là đủ cũng cảm thấy tranh lệch quá lớn, hết cách trên phương diện thủ công ngoài tay nghề nấu ăn ngon ra, mấy việc theo thùa cắt dán gì đó trình độ nàng chỉ ở mức nhập môn. Quay đầu nhìn, nàng giận à, vì sao cái tên Đông Phương Manh này lần đầu tiên cầm kéo mà cắt đẹp hơn nàng hả? Tên này có thể đừng phát triển toàn diện như vậy không? A a a, nàng bị áp lực lớn lắm. Tướng công toàn năng thế này, bị nữ nhân khác biết còn không liều mạng cướp. Không được, vội vàng kéo hắn qua một bên giáo dục, manh manh phải nhớ kỹ nhé, sau này cắt hoa hoa chỉ được cắt cho Hồng Hồng và cha mẹ với các ca ca thôi, vẽ tranh cũng thế. Ừm, chỉ được cho Hồng Hồng hôn hôn, ách, ăn bánh bao của Hồng Hồng, còn có ôm ôm nữa, biết chưa? Thật ra nàng muốn nói nhất là, sau này trong mắt trong lòng cũng chỉ được có một mình nàng. Chẳng qua nói như vậy độ khó quá cao, nàng vẫn nên đổi cách nói sao cho Đông Phương Manh nghe hiểu, khụ. Đông Phương Manh hoàn toàn không nghe rõ một chàng liến thoáng như pháo nổ của nàng, chỉ gật đầu lia lịa, sau đó cầm tờ giấy đỏ lên tiếp tục cua cua quẹo quẹo cắt cắt, không tới một lát cắt ra một con vịt con, hắn cười tít mắt đưa cho Yến Hồng, Tiểu Cường. Một lát sau, một nhà tiểu cường cắt ra hết, cả mẹ nuôi gà, tiểu hoa cũng không bỏ sót, xem ra còn nhớ bọn chúng đây. Yến Hồng nhìn thấy hết sức dễ thương, Hào Hứng kéo hắn dán thành một hàng dài lên cửa sổ, còn sáng ý hơn mấy cái hỉ thước đang mai nhiều, cái này người ta gọi là bầy vịt đón xuân. Đêm 30, giao thừa, công gia phu nhân và con trai, con dâu trước sau nối đuôi nhau vào từ đường, tổ miếu cúng bái mỗi mâm bầy 10 món đồ cúng, hai dĩa màn thầu, ba ly rượu cúng, dập đầu chúc Tết. Lúc công gia bái miếu, do trưởng tử Đông Phương Ngọc không có mặt nên thứ tử Đông Phương tề bưng bát nhang, đèn xa, chụp đèn mỗi thứ một cặp đi trước dẫn đường. Phu nhân bái miếu thì có nữ bộc hầu hạ, trước sau còn có tùy tùng theo hầu. Ngoài bái miếu tổ từ đường ra còn bái các vị thần thánh thờ trong thiên địa lâu, lão phu nhân còn dẫn yến hồng đặc biệt đi bái tế tống tử quan âm hích công gia phu nhân đến miếu tổ từ đường dập đầu xong quay về trước lầu chính để con trai con dâu quản sự lớn nhỏ nha đầu bà tử sai vặt dập đầu chúc tết bọn họ sau đó bắt đầu đón giao thừa đông phương manh xưa nay đến giờ là đi ngủ công gia cũng không nhẫn tâm thấy con ngồi trên ghế gục đầu câu cá như thế bèn phát bao lì xì trước để Yến Hồng dẫn hắn đi ngủ. Kết quả tên này vừa thấy giường liền nhớ tới quy định trước đó của Yến Hồng, lối nàng dài vò một bận mới thỏa mãn thiếp đi. Yến Hồng xét thấy hắn không kiêng rẻ gì mà biểu diễn hôm sinh nhật, phí hết nước miếng mới lập ba điều luật với hắn, ban ngày không thể ôm ôm, chỉ được hôn hôn sau lưng người khác, buổi tối mới được ôm ôm nhưng không được quá hai lần. Đông phương manh miễn cưỡng lắm mới làm được, đương nhiên, trong tình huống hắn chịu phối hợp. Yến Hồng thấy hắn ngủ say, đứng dậy lì xì cho bọn nha đầu, dưới sự yêu cầu nhất trí của bọn nha đầu, ăn một chút canh nguyên bảo rồi mới ngủ. Sáng sớm mùng 1, Đông Phương Manh tự mình mặc một bộ áo gấm đỏ thẫm, nhìn rất vui mừng, y trang cái bao lì xì di động. Để phối hợp với hắn, Yến Hồng cũng mặc một bộ áo đỏ thẫm, mặc xong ngoắc tay, manh manh. Hắn lập tức có phản ứng, nghiêng đầu nhìn nàng, mắt cong thành nửa vầng trăng, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Manh manh, hồng hồng mặc giống manh manh, có thích không? Hắn không gật cũng chả lắc, nhìn nàng hồi lâu, lâu tới mức bụng nàng bắt đầu đánh lô tô, chẳng lẽ hắn không thích? Manh manh không thích, vậy hồng hồng đi đổi nha. Ôi, chẳng mấy khi mặc đồ tình nhân, đáng tiếc hắn không thích. Thấy hắn vẫn không phản ứng, Yến Hồng than thầm, chuẩn bị đi thay đồ thì nghe hắn thì thào. Yến Hồng không kềm được nhích miệng lên, hóa ra không phải không thích mà là quá thích nên nhìn ngay người luôn. Bọn nha đầu che miệng cười trộm, Yến Hồng mặt dày tự khen mình, hừ hừ, hâm mộ hả. Cái này gọi là quần áo phu thê biết chưa? Nói xong còn vênh váo hừ hừ kéo Đông Phương Manh đi chúc Tết vợ chồng công gia phu nhân. Dịp Tết phiên chợ đầu năm rất náo nhiệt, trừ bán đồ đạc các loại còn có các trò văn nghệ dân gian như siếc ảo thuật. Đàn ca, kể chuyện, đánh quyền mãi võ. Buổi chiều có hội đèn rồng, dân gian Di Lăng thịnh hành rất nhiều hoạt động múa đèn rồng, múa chèo thuyền, đi cà kheo, múa sư tử, yến hồng nhìn không chớp mắt. Náo nhiệt như thế kéo dài mãi đến sau rằm tháng 1. Rằm tháng 1, khoảng giờ hợi buổi tối, công gia dẫn cả nhà thắp hương dâng cúng, đốt giấy tiền, sau đó đốt pháo, dọn bài vị tổ tiên với ý đưa tiễn ông bà. Một cái Tết ồn ào náo nhiệt đến đây cũng kết thúc. Chương 40, dấu hôn. Ngày xuân tươi đẹp, khả năng diễn đạt và lý giải của Đông Phương Manh lại tiến thêm một bậc. Ít nhất, lúc hắn không cao hứng, hắn sẽ chủ động nói với Yến Hồng, manh manh đang bực mình. Mỗi lần như thế, Yến Hồng biết hắn cần được khích lệ yêu thương. Khụ, cái gọi là khích lệ yêu thương chính là ôm ấp, hôn hôn đại loại thế. Một khi được khích kệ kiểu này, thông thường không bao lâu hắn sẽ không mất hứng nữa. Đương nhiên cũng có lúc ngoại lệ. Ví dụ như hôm nay. Sáng sớm tỉnh an xong, Yến Hồng bị mẹ chồng giữ lại, nói là mẹ chồng con dâu có một số chuyện riêng tư cần nói. Đồng phương manh không thích ngồi lại những lúc thế này, bởi vì hắn thường không hiểu lắm họ nói gì, mà hắn cũng chả thích phát biểu ý kiến. Vì thế hắn tự mình đứng dậy đi ra ngoài manh nhi đừng ra phủ một mình nha con lão phu nhân không yên tâm căn dặn hắn dừng chân quay đầu nhìn mẹ mình nửa ngày mới gật đầu sau đó nhắc chân đi ra cửa lão phu nhân cười tươi như hoa thằng bé này càng lúc càng hiểu chuyện hồng nhi à vẫn chưa có động tĩnh gì hả con yến hồng biết lão phu nhân giữ nàng lại chắc chắn có chuyện muốn hỏi thế nên nàng vừa nghe mẹ chồng nói có chuyện riêng tư muốn bàn là thấy đau đầu sinh con đâu có giống ảo thuật muốn có là có à là mẹ thất vọng rồi hình như không có gì lạ cả yến hồng cúi đầu nói nhỏ con cũng không cần áp lực quá mẹ cũng chỉ hỏi thế thôi có lẽ thấy tâm tình nàng hơi xuống dốc lão phu nhân vội vàng an ủi mẹ không sao đâu nên đến thì đến thôi thật ra nàng không muốn có con sớm thế. Một là đông phương manh như đứa trẻ cần nàng chăm sóc, hai là dù sao tuổi nàng hãy còn nhỏ, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, sinh con sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chỉ là không thể nói thẳng với lão phu nhân như thế. Ây, Ngọc Nhi, Tề Nhi đều ra đầu rồi, Ngọc Nhi đã 23, Tề Nhi cũng 19 rồi, sao không đứa nào muốn thành thân hết? lão phu nhân xoay chuyển ý nghĩ lại nhớ đến hai đứa con khác của mình. Lòng mẹ hiền lại bắt đầu lo lắng. Thật ra Yến Hồng cũng thấy kỳ, Đông Phương Ngọc ra chiến trường mãi vẫn chưa cưới thì thôi đi, Đông Phương Tề và Thập Lục Công Chúa cuối cùng có thành hay không bây giờ thấy vẫn còn hơi lơ lửng. Khủ, vị nhị bá này giàu bắt mệt, theo nàng thấy rõ ràng chàng có tình thiếp có ý, thế mà cứ thấy mặt người ta là không vui vẻ, không biết nữ hài tử cần phải dỗ sao mẹ cũng đừng quá lo lắng đại bá thiếu niên anh hùng chính đương lúc kiến công lập nghiệp nhất thời không để ý chuyện nhi nữ tình trường cũng bình thường thôi nhị bá cũng là người có chủ kiến có lẽ trong lòng huynh ấy đã có tính toán chẳng qua chưa nói với mẹ thôi yến hồng cũng không muốn lão phu nhân cả ngày buồn lo chuyện này đành khuyên nhủ ây may mà manh nhi có phước cưới được thê tử tốt như con Mẹ thấy gần đây cử chỉ ăn nói của Manh Nhi đã thành thục hơn rất nhiều, vất vả cho con rồi. Lão phu nhân vỗ vỗ tay Yến Hồng, vẻ mặt hiền từ. Đây là chuyện con dâu nên làm, có gì mà vất vả với không vất vả à? Nói chuyện cùng lão phu nhân một lát, Yến Hồng quay về Lạc Phong Uyển. Vừa vào viện thì thấy Đông Phương Manh ngồi xổm bên đỉnh bát giác nghịch sỏi, vẻ mặt nhìn rất khó chịu. Manh Manh, Chàng sao thế? Yến Hồng ngồi xổm xuống nhìn mặt hắn, mỉm cười hỏi. Hắn không đạp, chọc chọc đá sỏi loạn lên, vẻ mặt thoáng chút. Ghê tởm. Không nghịch sỏi nữa, về phòng ăn bánh ngọt nhé. Nàng cười với hắn, hơi thấp cổ xuống, ngẹo đầu nhìn mặt hắn. Ấy thế mà hắn gạt tay nàng ra, quăng sỏi xuống ao nước bên cạnh, tỏ một tiếng, lòng nàng cũng gợn sóng từng chập dáng vẻ hắn thế này nhất định đã gặp chuyện gì rồi trong lúc nàng nói chuyện với lão phu nhân hắn đã xảy ra chuyện gì manh 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 nàng sốt ruột xong không dám để lộ đành thì thầm gọi hắn không mớt cuối cùng hắn chịu nhìn nàng từ khi nay rất hiếm khi hắn phát lờ nàng thế này nghĩ nghĩ nàng vẫn không hỏi hắn xảy ra chuyện gì liền nhìn hắn mất hứng như thế chắc chắn là chuyện khiến hắn chán ghét cần gì khiến hắn nhớ lại làm hắn không vui chứ hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống như muốn nói ra về phòng thôi hồng hồng làm bánh ngọt ăn chịu không thừa cơ nắm tay hắn kéo hắn đứng dậy hắn không phản đối đứng dậy theo nàng về phòng nàng bưng bánh xốp trứng sữa ra là món bánh ngọt hắn thích ăn nhất từ sau khi nàng thử nghiệm thành công gần như mỗi ngày đều ăn một miếng nhưng bây giờ hắn lại không động vào, tuy rằng ánh mắt vẫn ở nơi đó nhưng không tập trung. Manh manh, nàng dựa lại gần, nhỏ nhẹ gọi hắn. Hắn nghe được, người động đẩy, liếc mắt nhìn nàng, may quá, không tức giận. Nói chuyện với Hồng Hồng được không? Nàng cười làm bộ dễ thương trước mặt hắn, học cậu bé bút chì xin, lông mày vặn lại như con tằm. Hắn nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc cười, ha ha cuối cùng cũng dỗ cho hắn cười rồi yến hồng chấn tĩnh lại túm hai tay hắn áp lòng bàn tay hắn lên má mình nhìn mắt hắn lựa chọn vấn đề có vẻ an toàn một chút manh manh không thích ăn bánh hư hắn nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay lên má nàng nhìn nàng hồi lâu mới nhà ra một chữ thích vậy sao không ăn tiếp tục truy kích hắn rũ mắt xuống mím môi quật cường từ khi nào Động tác mím môi chứng tỏ hắn cao hứng đã từ từ thăng lên hàm nghĩa mới. Nhưng nàng có thể tìm được tin tức chính xác từ sự khác biệt nhỏ nhoi đó. Hắn không chịu nói thêm, cũng không chịu nhìn nàng nữa. Nàng nghịch ngón tay hắn, nhìn vẻ mặt hơi vặn vẹo của hắn, thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi nàng không muốn kiên trì nhìn như thế nữa. Hắn chậm chạp thì thầm, tức giận, ăn không vô yến hồng biết nàng nên thừa dịp lấn tới hỏi vì sao hắn giận nói không chừng có thể hỏi ra nguyên nhân nhưng nàng không đành lòng vì thế nàng chỉ ôm lấy cổ hắn kéo hắn vào lòng nàng dịu dàng vậy hồng hồng ôm manh manh không giận nữa hắn dựa vào lòng nàng nghe lời không động đậy ngay lúc đó yến hồng phát hiện sau tay hắn chỗ gần quay hàm có một vết đỏ nho nhỏ bị sâu cắn không giống lắm hình như là dấu hôn thường lúc nàng không khống chế được thì ghi dấu ấn kiểu này trên người hắn nên nàng chẳng lạ lẫm gì hắn bị người lạ hôn đứa khốn nào chê sống sướng quá dám động vào người của nàng ăn gan cá mập phải không nàng cực kỳ tức giận ngón tay dè giặt sờ vào nơi đó hắn run lên chụp tay nàng sau đó ra sức chùi lên chỗ đo đỏ kia tay nàng bị hắn túm phát đau nhưng nàng mặc kệ nhìn chỗ quai hàm hắn càng lúc càng lan ra vội vàng giữ tay hắn lại đổi thành ôm vai hắn hắn nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nàng nói câu thứ ba trong buổi sáng nay bẩn chùi sạch không có nữa đã sạch rồi không thấy nữa yến hồng nói liền dẫn sao cứ tiếp tục như vậy ra hắn chóc mắt lúc này hắn mới giãn chân mày ra dường như thoải mái một chút, mặt thoáng nụ cười. Hễ cười thì lúng đồng điếu xinh xinh lại xuất hiện, khiến nàng cảm thấy. Quyến rũ. Khụ, giờ không phải là lúc này mầm xuân. Thấy mặt nàng ửng đỏ, hắn nghiêng đầu, đảo mắt, sán lại gần hôn một cái. Sau đó hơi ngửa mặt ra sau, dừng ở khoảng cách rất gần, chờ nàng hôn lại. Nàng không do dự hôn trả. Hắn cười rạng rỡ kéo ngón tay nàng đùa nghịch. "Ơ, ờ, có ai hôn manh manh à, hôm nay?" Nghĩ nghĩ, nàng quyết định hỏi. Nếu có người như thế thật, cần giải quyết càng sớm càng tốt. Bằng không ảnh hưởng tâm tình hắn không nói, càng ảnh hưởng nặng nề đến nàng. Từ trong ra ngoài của hắn, mỗi phân mỗi tắc đều thuộc về yến hồng nàng, những nữ nhân có mục đích khác tốt nhất lăn một bên đi, đương nhiên, nam nhân cũng thế ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo, vẻ mặt rất ghê tởm, nửa ngày nặn ra một câu, hồng hồng hôn, thích. Bẩn. Nàng nghe ra được, bỏ bớt một phần, chính là kẻ to gan xâm phạm hắn. Đến tột cùng là ai, nàng dần dần không bình tĩnh nổi. Lúc này hắn lại sán tới, liếm môi nàng, rất nghiêm túc, không bẩn. Nói nàng ư, hi hi, đương nhiên rồi, nàng là nương tử thân thiết, là bà xã đại nhân của hắn mà, nữ nhân bẩn thỉu khác sao so được. Nói như thế, nữ nhân bẩn kia là ai? Ừm, xem ra phải bảo gia nhân đi phát huy sở trường một chút mới được. Đương nhiên không bẩn rồi, manh manh cũng không bẩn. Yến Hồng chứng minh, nặng nề đánh dấu lên môi lên quay hàm hắn, cười dạng dỡ dỗ dành hắn. Hắn gật đầu cười, có vẻ không để ý chuyện bị người khác hôn nữa không khí trở nên mập mờ. Yến Hồng phát hiện gần đây trên phương diện vợ chồng thân mật bản thân càng lúc càng nhạy cảm. Chỉ cần một ánh mắt bình thường của hắn đã khiến nàng dục dịch. Không được, bây giờ là ban ngày, vội vàng kéo hắn, đút hắn ăn bánh. Buổi tối trước khi đi ngủ, gia nhân mang tin tức về khiến máu nóng đã lâu không bốc lên cho người Yến Hồng sôi sùng sục. Không ngờ là noãn nguyệt. À khốn này tà tâm chưa chưa lão phu nhân nể tình phạt ả à vào phòng giặt đồ nửa năm sau lại thả ra giáng xuống làm nhà đầu bậc hai cứ tưởng sau đó ả à sẽ yên thân không ngờ ả à lại dám xuống tay không xuống miệng với đông phương manh bà đây không ra oai xem bà là người chết có phải không tìm cơ hội để lộ chút ít trước mặt lão phu nhân không cần dây đến cô ra những cái khác tùy muội nói yến hồng bình tĩnh liếc giai nhân Giai nhân hiểu ý gật đầu. Nếu nói người thông minh nhất bên nàng thì phải là giai nhân. Ai, thật không nỡ gả nàng đi nha. Nhớ đến thị vệ trưởng trong phủ ân cần với giai nhân, Yến Hồng sầu ơi là sầu. Hai bàn tay to từ đằng sau bò lên đỉnh đồi của nàng, thằng nhãi này, càng lúc tìm càng chuẩn. Tối hôm đó Đông Phương manh ra sức biểu hiện. Yến Hồng cũng tích cực phối hợp, khẽ khang nỉ non, manh manh, Chúng ta không cần người thứ ba. Ai dè chưa được mấy ngày, kẻ thứ ba không từ mà biệt. Đương nhiên khi ấy cả hai vợ chồng đều không biết, cũng chưa ý thức được kẻ thứ ba nhỏ nhoi kia mang lại thay đổi cho họ. Buổi chiều ngày hôm sau, Noãn Nguyệt bị lão phu nhân đẩy xuống thôn trang ở quê. Tất nhiên, không phải thôn trang mà Đông Phương manh yêu thích. phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn